Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Lim Jim Art. Mình là Lim Jim. Các bạn có từng ngồi hàng giờ để suy nghĩ về những cái ý tưởng để chúng ta có thể vẽ ra một cái bức tranh theo cảm hứng của mình hay không? Thực ra ý tưởng luôn luôn tồn tại xung quanh chúng ta. Nó có thể đến từ những cái dạng, ví dụ như là những cái khoảnh khắc bất chợt mà các bạn tiếp xúc trong ngày, hay một cái bức tranh mà ai đó chụp rất là đẹp mà các bạn đơn giản là muốn vẽ lại nó theo cái phong cách của các bạn. Điều quan trọng nhất là các bạn có thể áp dụng được những cái kiến thức liên quan đến digital painting và một chút về ý tưởng để phát triển nó thành những cái bức tranh theo cái phong cách của mình. Trong video ngắn ngày hôm nay, Lim Jim sẽ giới thiệu cho các bạn một cái quy trình mà mình thực hiện để biến một cái bức tranh tưởng chừng như vô vị này thành một cái bức tranh đầy cảm hứng như thế này. Các bạn sẵn sàng chưa? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi cách mà Lim Jim đã thực hiện nó nhé. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chính của video ngày hôm nay. Lim Jim sẽ giữ cho cái nhịp của video này nó rất là ngắn, khoảng 10 phút để các bạn dễ quan sát và có thể áp dụng luôn. Chính vì vậy mình sẽ tập trung vào những yếu tố quan trọng mà mình đã làm để giúp cho bức tranh của mình ấy, nó sáng tạo, nó có phong cách riêng và thoát khỏi cái sự ảnh hưởng của cái bức tranh gốc càng nhiều càng tốt. Rồi, cái yếu tố đầu tiên mà mình đã áp dụng để giúp cho cái bức tranh của mình nhìn nó lạ và nó có phong cách riêng ấy, đó chính là yếu tố phân tích tranh. Cái yếu tố mà 90% các bạn mới tiếp xúc với lĩnh vực này các bạn bỏ qua. Vậy thì phân tích tranh theo quan điểm của mình ấy, các bạn làm hai điều sau đây rất là đơn giản. Đó là các bạn hãy chọn lọc những cái điểm trong bức tranh mà các bạn thực sự muốn học hỏi. Và ngược lại, chắc chắn trong bức tranh này sẽ có những cái điểm mà các bạn chưa thích, chưa phù hợp và các bạn muốn nó sẽ đẹp hơn. Đấy chính là cái đất để cho các bạn có thể triển khai và giúp cho cái khả năng sáng tạo của bạn nó sẽ nâng cấp hơn các bạn nhé. Ví dụ như là một vài yếu tố mà mình không thích trong cái bức tranh này, ví dụ như là cái góc camera này nó khá là cận cảnh, mình muốn là nhân vật này sẽ nhỏ hơn, cái khung cảnh xung quanh nó nhìn nó sẽ trải đều và bao la hơn. Chính vì vậy thì mình sẽ thu nhỏ cái nhân vật của mình lại. Ngoài ra thì hai nhân vật này khi mà ảnh chụp ấy, nó rất là khó để bắt được những cái cảm giác mà hai nhân vật này nó tương tác với nhau. Chính vì vậy thì mình quyết định là vẽ lại và lấy cái pose, đó là hai nhân vật này nhìn vào nhau, nó cho cái người xem những cái cảm giác nó hài hòa và dễ coi hơn. Ngoài ra thì có thể nói là tỷ lệ của nhân vật này mình muốn thu nhỏ cái tỷ lệ lại để nhân vật của mình nhìn nó chibi, nó dễ thương hơn đó. Thì các bạn cũng áp dụng theo cái nguyên tắc này và các bạn lựa chọn không chỉ những cái điều mà các bạn thích ở bức tranh này mà còn những cái điều mà các bạn thấy nó chưa hài lòng nữa. Đấy chính là cái điều tiên quyết để giúp được bức tranh của bạn ấy, nó thoát khỏi cái tầm ảnh hưởng của cái bức tranh gốc các bạn nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những cái chia sẻ của Lim Jim khi mà mình bắt đầu đặt bút nha. Rồi chúng ta sẽ đến với cái bước đầu tiên. Bước này nó có tên gọi là sketch. Thì mình sẽ chia cái bước này thành hai bước nhỏ, đó là draft sketch và sketch. Thì trong phần draft đó là mình đưa những cái nhân vật, những cái bố cục vào những vị trí phù hợp của nó. Còn bước thứ hai đó là bước sketch, thì mình sẽ vẽ chi tiết hơn cho nhân vật này, cho những cảnh quan xung quanh và bố cục. Thì trong nội dung mà ngắn gọn trong video ngày hôm nay, mình sẽ chỉ nói về những điều quan trọng nhất thôi. Thì điều quan trọng nhất theo quan điểm của mình ấy, vẽ cho tranh thiếu nhi và trẻ con ấy, thì nó sẽ phải có một cái sự đáng yêu nhất định. Chính vì vậy thì mình sử dụng những cái shape language, tức là những cái ngôn ngữ về hình dáng ấy, nó bo tròn này, nó nhỏ gọn này, nó sử dụng nhiều những cái đường cong mềm mại, nó sẽ giúp cho nhân vật của mình ấy nhìn nó dễ thương hơn. Và các bạn thấy rằng không chỉ là nhân vật mà cây cỏ rồi là bối cảnh xung quanh ấy, mình cũng ưu tiên sử dụng những cái nét bo tròn, nó sẽ giúp cho nhân vật nhìn đáng yêu hơn và phù hợp với cái tổng thể hơn. Đó, một cái điều nữa mà mình đã phân tích trong bước trước cho các bạn, đó là sự tương tác giữa hai nhân vật này. Thì mình thấy rằng trong bài gốc nó không có, và điều quan trọng là nó tạo ra cái cảm xúc của người xem tranh bằng cách là mình cho hai nhân vật này tương tác với nhau, thì cái tranh của ta nhìn nó sẽ sáng tạo và nó có một cái điểm nào đó thu hút người xem hơn, rõ ràng hơn, đúng không ạ? Rồi, cái phần này thì mình sử dụng cái cọ rất là đơn giản để mình sketch thôi. Cái cọ này đã được Kim Jim chia sẻ khá là nhiều lần ở trên kênh rồi, nếu các bạn chịu khó tham gia theo dõi kênh thì các bạn cũng sẽ thấy. Rồi, trong cờ này thì đừng quên là các bạn flip nó lại nhân vật để mà chúng ta quan sát xem cái nhân vật của ta khi mà soi gương ấy nó có phù hợp hay không trước khi chúng ta bổ sung nhá. Thông thường mình vẽ cái gương mặt ấy thành một cái layer mới cho đến khi mình cảm thấy là nhân vật của ta phù hợp rồi thì chúng ta mới merge. Có nghĩa là mình sẽ gộp tất cả những cái layer liên quan đến nhân vật với nhau. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với cái bước tiếp theo. Cái bước tiếp theo đó chính là cái bước mà mình sẽ tô màu base color cho nhân vật và cảnh quan xung quanh nữa.
Thì thông thường mình sẽ tô từ ngoài vào trong, tức là mình sẽ tô từ xa đó, từ cái background này các bạn sẽ thấy mình sẽ chọn một cái nền background trước. Sau đó thì đừng quên là các bạn chọn cái nét sketch, chuyển nó thành cái chế độ hòa trộn là overlay. Cái này, cách này nó sẽ giúp cho các bạn làm cái mẹo nhỏ, giúp cho các bạn tô màu cho nhân vật ấy, nó cũng sẽ dễ quan sát hơn. Và sau cùng là các bạn có thể bỏ được cái nét sketch đi ở cái nhân vật của chúng ta. Các bạn có thể sử dụng bất cứ một cái công cụ nào để tô màu, có thể sử dụng brush, có thể sử dụng cái vùng chọn để chúng ta tô màu, không sao cả. Và yếu tố đầu tiên ban đầu ấy, các bạn đừng quá mất thời gian với những cái màu sắc này. Hãy chọn một cái màu sắc gọi là sample, tức là nó sẽ đại diện cho cái sự tương phản. Làm sao để những cái khối màu các bạn tô nó tạo ra cái sự tương phản và cùng một cái gam màu các bạn mong muốn thôi là được. Sau này chúng ta có thể tùy chỉnh bất cứ lúc nào và các bạn không cần nhất thiết phải chọn những cái màu, làm sao cho nó đúng 100% các bạn nhé. Rồi, một cái mẹo nữa ở trong phần này đó là các bạn hãy cố gắng chia nhỏ những cái layer ra để chúng ta quản lý mỗi một cái mảng màu mà các bạn đang thấy ở trên trên file của mình ấy, đó là những cái layer riêng. Nhờ cái cách này thì sau này ví dụ như mình muốn chỉnh sửa bất cứ một yếu tố nào thì mình cũng có thể dễ dàng chỉnh sửa được nó. Đặc biệt như là cái nhân vật ấy, thì mình sẽ thông thường là chọn vùng, sau đó mình tô cho nó một cái màu đặc nào đó, và tiếp đến là mình sẽ kiểm tra value. Đây là một cái bước rất là hay và thông thường thì làm cái bước độc quyền trong những cái khóa học mà mình hướng dẫn cho học viên của mình. Kiểm tra value tức là làm sao để mình nhìn thấy nhân vật của mình đặt trong bối cảnh ấy, nó có đủ xa và gần, và cái yếu tố contrast của nó có tốt hay không trước khi chúng ta tiếp tục tô màu các bạn nhé. Nếu như nó đã tốt rồi thì chúng ta sẽ đến bước tiếp theo, đó là chúng ta tô màu và chúng ta tinh chỉnh mà chúng ta tả một vài những cái chất liệu. Còn nếu như nó chưa tốt thì đấy là cái thời gian để các bạn có thể tùy chỉnh màu. Rồi, ở trong bước này thì mình sẽ tập trung để mình tả cái phần value của nhân vật trước. Đó, tả value đó là cái cách để mà chúng ta tạo ra cái hình khối 3D cho cái nhân vật của chúng ta. Ở trong video ngắn này mình sẽ không nói chi tiết về cái kỹ thuật này, mà các bạn có thể click vào cái đường link đã xuất hiện trên màn hình nơi mà mình đã nói chi tiết đến vấn đề này rồi, để các bạn có thể thực hiện cái kỹ thuật này tốt hơn các bạn nhé. Rồi, cái bước này đơn giản là nó sẽ giúp cho nhân vật của bạn nhìn nó 3D hơn, nhìn nó rõ khối hơn. Và đừng quên trong cái bước quan trọng này, đó là các bạn phải xác định cho mình một cái hướng ánh sáng tổng thể trong khung hình. Rất là nhiều bạn vẽ chưa ổn định được cái hướng ánh sáng là do các bạn vẽ nó quá bản năng, các bạn không phân biệt cái yếu tố ánh sáng là nó đến từ bên trái hay là bên phải, và cái cường độ ánh sáng như thế nào. Chính vậy thì nó làm cho cái bài vẽ của bạn bị thiếu và bị lệch về ánh sáng. Rồi, chúng ta đến với cái bước tiếp theo là mình đang tả chi tiết những cái vật liệu ở đây. Đến những cái vật liệu này thì là nơi để cho bạn có thể trải nghiệm những cái brush, những cái cọ nó nhiều cái yếu tố texture ở đó, nó có mang những cái yếu tố vật liệu hơn. Đấy, thì nó sẽ giúp cho các bạn có thể tả được những cái cây cỏ này, thậm chí là đường xá, rồi rất là nhiều những thứ khác bởi những cái brush này. Thì những cái brush này các bạn cũng có thể download rất là nhiều những cái trang web chia sẻ, rồi là những cái nội dung mà mình đã chia sẻ trước đây, những cái video liên quan đến brush các bạn nhé. Trong bước này thì nó không có công thức, các bạn hãy trải nghiệm và thử nghiệm nhiều những cái brush cho đến khi các bạn tìm ra cái bộ cọ, nó khoảng 4-5 cái cọ mà thôi, nó phù hợp nhất với bản thân mình. Rồi, ở trong phần này thì mình cũng có lưu ý mình tả luôn cái ánh sáng cũng như là bóng tối, tức là cái bóng của nhân vật ấy trên cái khung cảnh này. Ở trong bài gốc thì các bạn sẽ thấy rằng là ánh sáng nó chiếu từ đằng xa chiếu lại, nhưng mà nó là một cái dạng ánh sáng khá là khó để mình mà tả. Như vậy thì mình quyết định là chọn cái hướng ánh sáng là từ trái qua phải, và chắc chắn là từ trên đến dưới rồi để mình tả. Rồi, tiếp tục thì mình sẽ tả những cái lùm cây ở phía đằng xa. Những lùm cây này cũng mang lại cho mình rất là nhiều những cái rắc rối nhỏ nhỏ, và mình cũng rất là enjoy để mình tả nó. Các bạn sẽ thấy rằng là mình sẽ đập đi xây lại khá là nhiều trong cái bài này. Mình thử tả nó bằng những cái texture, những cái cọ, sau đó mình lại không thấy nó phù hợp và mình tả lại. Điều đó hoàn toàn có thể được chấp nhận trong cái việc mà các bạn khi mà các bạn vẽ, và cố gắng đó là một cái điều là ổn định phong cách, tức là các bạn đã chọn cái shape language, tức là những cái ngôn ngữ về cái hình khối ấy, nó đã là bo tròn hay là đó là những cái hình khối cụ thể nó dễ thương, thì các bạn đừng quên là chúng ta cũng nên sử dụng những cái hình khối đó thông suốt cho việc là sử dụng cho nhân vật và cả bối cảnh nữa. Rồi, bước tiếp theo là mình đã tô màu base color cho những cái chi tiết ở trên nhân vật, ví dụ như là tóc này, rồi là quần áo, trang phục. Những cái layer này nằm trong một cái khối layer mẹ và nó nằm ở dưới cái layer value các bạn nhé. Bằng cái cách này thì cái value của các bạn ấy, các bạn đã chọn nó sang chế độ multiply thì nó sẽ tác động với bất cứ một cái màu nào. Trong phần này các bạn cũng có thể tô một cái màu đặc, sau đó tinh chỉnh sao cho nó phù hợp nhất các bạn nhé. Rồi, đó chính là cái bước liên quan đến base color. Rồi, nếu mà các bạn đã xem đến đây thì đừng quên là ấn like cho Lim Jim cái video này và comment một cái điều gì đó để ủng hộ Lim Jim các bạn nhé. Rồi, chúng ta sẽ chuẩn bị sang cái bước tiếp theo. Cái bước tiếp theo đó chính là chúng ta sẽ tả tiếp cái vật liệu của cái bối cảnh xung quanh. Các bạn nhìn thấy xung quanh những cái
những cái bước mà mình làm ấy, nó nhiều khi nó lặp lại và nó tu đi tu lại đó, thì mình cứ qua lại giữa nhân vật và bối cảnh làm sao để mình build nó dần dần, nhìn nó sẽ hài hòa, nó sẽ lên nét một cách dần dần các bạn nhé. Sẽ có một cái giai đoạn trong cái lúc mà các bạn vẽ đó, nhìn bức tranh của bạn nhìn nó sẽ không có sức sống đâu, nhưng mà các bạn cứ làm dần dần từng chút một thì dần dần các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ có chi tiết. Và bằng cái cách làm dần dần này, các bạn cũng sẽ quan sát và để ổn định cái phong cách của mình, dùng ít brush để cái phong cách của bạn nó cũng sẽ được vững vàng hơn các bạn nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến cái bước cuối cùng, đó chính là cái bước mà chúng ta tả cái ánh sáng của bài này. Thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là mình đã thay đổi hướng ánh sáng bằng cách là mình thay đổi nó theo hướng từ trái qua phải. Mình sẽ chọn một cái nắng vàng để mình tô và sẽ lựa chọn một cái layer để một chế độ hòa trộn, đó là Color Dodge, cũng là một cái lựa chọn mà mình hay sử dụng, mà mình đã chia sẻ trên rất là nhiều những video khác rồi. Phần này mình sẽ tập trung vào hướng ánh sáng và cái hiệu quả ánh sáng của nó chiếu lên nhân vật này. Đó, nó không có công thức cụ thể và các bạn áp dụng thì các bạn có thể thấy rằng mình đã sử dụng thêm một những cái cọ, nó texture, nó đem lại cho cái cảm giác về vật liệu hơn cho cái bức tranh của mình. Nó sẽ đem lại một chút về cái cảm giác về tranh truyền thống khi chúng ta làm những nhân vật này. Rồi, đó chính là những cái bước rất là ngắn gọn nhưng mà quan trọng trong cái video, quá trình mà mình thực hiện một cái bức tranh lấy cảm hứng từ một cái bức hình khác mà mình đã xem ở trên mạng. Và hy vọng rằng với những cái chia sẻ này thì các bạn sẽ có thể tự tin phát triển cho mình bất cứ một cái bức tranh nào từ một cái bức tranh tham khảo, và đừng để nó chi phối quá nhiều, và lưu ý rằng hãy tập trung vào cái sự độc đáo và sáng tạo trong tranh của các bạn nhé. Rồi, nội dung của video của chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Mong rằng cái video sẽ hữu ích cho các bạn. Đừng quên là share cái video này cho những người mà cùng chí hướng mong muốn học về digital painting như các bạn, đặc biệt là những người mới tiếp xúc đến cái lĩnh vực này. Và đừng quên đăng ký kênh Lim Jim Art để trở thành thành viên sớm nhất, nhận được nhiều những cái giá trị cũng như là những cái video chia sẻ như vậy hàng tuần. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một cái video tiếp theo.